Ok, xin chào bà con. Hôm nay em làm clip để cho anh em thấy là làm cái học này không phải là đơn giản, sáng cả bộ máy giả và mua không biết bao tấm format để phục vụ anh em đam mê chim cò. Rồi chị ơi, cắt luôn nha. Cắt luôn nha. Chưa, từng này vẫn chưa xong thì cắt hết một đống kia nữa cơ mà. Hoa mách nhập rất nhiều. Phục vụ anh em chim và cỏ. Anh em nào cần liên hệ mình 0977715792. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh nhá.